Xin chào cả nhà. Sáng nay Thum với anh Tư ổn đó nha, lên trên khu vực với đám bạn đó nha. Thì bữa nay Thum lên trên này thì ngày hôm qua lên thăm bảy thì có nghe mắt xéo kêu á. Thì bữa nay Thum lên thăm bảy dài càng mắt xéo nha, mình xem cả nhà. Còn anh Tư thì đi thăm ở trên này còn 5 cái bẫy chuột. Với anh đem cái máy quýnh cúc á, anh lên quýnh mấy con cúc trên trên đó rồi nó chạy không, tại đi thấy mấy con cúc nó chạy chạy trên mấy cái đám mà thăm bảy ngày hôm qua bảy bảy chuột á. Thì bữa nay anh Tư lên anh quýnh thử mấy cúc nó chạy không, còn Thum ghé khu vực mấy cái đám bàn nè, thời trái nắng chút xíu nữa nha. Đó là có mắt xéo nó kêu á, hôm nay cũng lâu quá thôi không có bảy mắt xéo, không biết nay còn đá không, đá mạnh không quá nha. Thì đầu giờ hôm nay Thum cũng chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống cả nhà. Thì Thum cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của Thum Vlog nha cả nhà. Hồi đấy vô xong vòng vòng Thum mở cái máy thì coi nó trả lời thì coi nó chịu ra quá nha, 7 nha. Nãy giờ bên này mắt xéo quýnh, bên này mắt xéo còn nhiều ghê nha, mà quýnh nó không về cả nha. Bảy nó về xa xa không à. Giờ Thum với anh Tư ổn ghé chỗ đám này rồi. Anh Tư mở máy thử thấy có con cúc nó chạy ra. Để ghé quýnh kèo cúc cái hai anh em chài đi. Thum với anh Tư chài điểm cũ đó nha. Về cái điểm mà lúc trước Thum bảy mắt xéo bên kinh đó. Mà bữa hôm thấy Thum thấy cũng cuốc cỏ trống trống rồi nhưng mà vẫn còn mắt xéo. Tư đang ghi một cung. Cúc thì anh em nào bẫy cúc thì cỡ nửa tháng nữa nha cả nhà, đun rầy mưa mưa rồi nè, cỡ nửa tháng nữa là bắt đầu cúc mới chạy mạnh nha, còn đun rầy chỗ nào ấy chạy rai rai thôi. Đấy, tôi lấy xong cái đặt máy xung quanh nè. Thank you.
lâm cả nhà. Trống hai phút rưỡi, chỗ này mở máy thử có con cặp cả nhà, mà không biết nó sung không, thấy nó về mà giờ mình quýnh không biết nó về lại không đó. Dính hai con vô cái bằng cung một cả nhà, hai con chui vô con cái bằng cung một, quá đã. Cầm cái máy quay lên giùm, cầm máy quay thấy luôn không? Đấy. Hai đấy con vô cái bằng cung một cả nhà, cặp luôn, quá đã quá đã. Kiếm cái gì à? Cái liềm. Hai anh em ở ghé cái đám này coi có cặp nào quá nha. Nãy đằng kia quýnh đã ghê. Cái bằng cung mà dính là cặp. Hai con chu vô con cái bằng cung mà. Có dấu bơ trong này, dấu tắm trong này nè. Đứng đây mở luôn đi, đứng đây mở hí thử coi có con nào chạy ra không. Có ở trong mấy lùm này chạy ra chứ đâu. Đó mấy cái gò này đó nha. Này con còn cục máy cả nhà, mở máy. Đầm đầu chạy ra nè. Anh Tư đang dọn hai cái lỗ để anh cắm con cung đó nha. Chung. Chỗ này là cái khu này cũng bên đám bàn cái nhà, mà nó có mấy cái gò mà rồi đất người ta mua người ta sang lắp cát á, giờ nó lên như cái rừng vậy nè, nó lên vậy nè. Hai anh em nãy giờ không muốn mất xéo luôn cả nhà, chắc bữa nay hai anh em đi bẫy cúc luôn cả nhà, mất xéo nông đá. Giờ hai anh em đi chuyển qua đi bẫy cúc luôn rồi. Té mấy cây, té mấy cây đó, cầm cỏ kìa. Rồi, để anh Tư anh ấy bằng cung xong cái bật máy xong quay nhà mình xem ha. Rồi. Thank you.
19 con cút má cả nhà, chạy tốc hành. Máy này cũng tơ tơ. Tơ luôn, hả? Tơ luôn. Máy này cũng được. Rồi, giỏi ơi. Tắt chưa? Đây có con nữa cả nhà. Từ mở máy chạy rồi. Cắt lỗ này luôn, cắt lỗ này bút ngang cái luôn. Cực lắm đây nè. Đó tôi quay không được đâu. Không trên nữa. Chỗ này hơi khó cắm cùng cả nhà. Cung ở đâu? À đây nè. Tiếp được con máy nữa cả nhà ơi, quá đã quá đã. Máy già rồi, đen thùi. Bệt đen cả nhà. À, anh em mới chạy qua cái phần đất gò mới cả nhà. Đây có con phẩm ở chừng con hay con. Khu này ghé hí thử. Chỗ này hơi rậm ha. Hai anh em mới chạy qua điểm mới nữa cả nhà. Khu này là san lấp hết, cỏ lên. Khu này là bao la luôn. Rộng thênh thang.
khu này nhà nước để tổ, không biết làm khu công nghiệp hay gì mà rộng lắm cả nhà. Trong đây gầm 2-3 con nữa cả nhà. Tao bên này anh Tân, Tân góc này nè. Quấn chỗ này nè, quấn chỗ này nè, quấn cái gòi nè, ở đây là mình nấp đây được rồi. Lỡ bụi này mình nấp cho đỡ má, đỡ nắng. Đỡ rất mặt không á. Đây nè, quấn hẻm đây nè, lỗ này nè. Con cái mùi nữa đi. Nè ở đây á. Đó, quấn đó đây, bên kia cái, đây cái thì xong. Khu này cút nhiều ghê cả nhà, mà anh em đi lỗi bay ù ù luôn á, mà nó không chạy, bên đây nó không chạy. Anh em nay đi bẫy được mấy con cả nhà, 5 con. Đây thành quả cả nhà, được 5 con cút. Với anh Tư đi thăm được 20 con nhum nữa cả nhà. Rồi thăm chào tạm biệt cả nhà nha cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Chắc clip sau à, Thâm làm clip về đi chụp cúc ban đêm với nhà mình xem nha cả nhà. Đi mình đi sau đêm cái mình lấy giờ mình chụp á. Khu này thì thấy cúc có nhiều mà nó không chạy thì Thâm sẽ làm clip đi chụp cúc đêm với nhà mình xem nha. Khu này cả nhà. Còn mất xéo mùa này đó, đá yếu cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.